Xin chào quý vị cùng anh em đến với kênh YouTube của Điện Máy Rubin. Này thì giới thiệu đến quý vị cùng anh em một dòng đẩy công suất thật sự ngon, bổ rẻ, rất hợp lý và thực dụng, rất là tốt luôn. Dễ dàng phối ghép trong các dòng loa full. Tiếng con này nó rất là hay. Nó có thể đánh được một cặp full đơn 40, quay 100, đánh là căng đét luôn. Công suất mỗi kênh 800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. À, 4 ohm thì nó là 1200W. Tức là con này nếu mà anh em chơi cái loa đôi 30 đôi hoặc là 40 đôi coi 75 thì 1200W là đánh là ok ngon này. Chút xíu nữa bên mình sẽ thử đánh cho một cặp quả tiễn với cái con đẩy này. Giá thành rất là rẻ, chút xíu nữa sẽ báo giá rất là rõ ràng cho anh em. Rẻ lắm, con này rẻ lắm. Tiếng rất là sáng và rõ, bên mình đã test kỹ rồi. Sau đó hôm nay hàng mới về đến Việt Nam, nghiên cứu một thời gian xong, sản phẩm chất lượng đạt ok, bên mình mới cho hàng về. À, anh quay gần cho đây, phía trước mặt này. Thì đây là logo của Ruby, model R280. 280 tức là 2 kênh nhân với 800W trên một kênh, công tắc nguồn. À, bản mặt phía trước, men này là size 2U. Chỗ này thì có cái cục tăng phô nằm bên này, sẽ có con ốc ở đây. Rồi chút xíu nữa sẽ tháo ra cho anh em coi. Phía sau, quý vị cùng anh em có thể kết nối cắm trực tiếp dây vô đây, không cần qua đầu new trick. Đây nó có, đây có đầu new trick. Rồi đây là cổng từ mixer vô, mixer hoặc vang số hoặc có server A và B. Ok, Banadel và Sitte Baris chập kênh được luôn. Thì nó không có cái nút gạt mà nó sẽ có cái công tắc nhấn ở đây. Nó nằm ở trong này, nó giấu kín trong đó. Đó, anh em nhấn vô thì nó sẽ là Banadel, nhả ra sẽ là Sitte. Đó, nhấn vô. Mình đấu đây, nếu mà muốn đánh Baris chập kênh, quay gần cho đây. Phải đấu này, bên này là âm, bên này là dương. Đó, nó có ghi rõ này. Đó, và kết nối với một kênh A thì điều khiển volume cũng một kênh A luôn. Hai kênh này nó sẽ chập lại là một nhé anh em. Rồi, đó là phía sau. Đây là sách catalog, rồi là hướng dẫn, phiếu bảo hành. Đấy, phiếu này xuất xưởng của bên Trung Quốc này. Ở bảo hành của bên Trung Quốc đây, ngày sản xuất. Tiếng Trung Quốc thì bao giờ cũng ngược. 16 tháng 7 năm 2024 về đến Việt Nam mình hôm nay là mùng 8 tháng 8. Hơn nửa tháng. Đó. Mã số, mã vạch, model, sách hướng dẫn. Ok. Giờ 280, 2 x 800 ở 8 ohm, 2 x 1200 ở 4 ohm, chập kênh là 2400. Con này chuyên full này, đam binh này thì nó 350 anh em. Rồi. Anh em chập kênh lại thì có thể đánh cái súp 50 quá ngon lành luôn. 2400W cơ, chập kênh. Có chơi được súp đơn luôn đây anh, súp kép luôn anh em, chơi một cái súp kép thì anh em phải chập kênh lại giúp kép coi 100 thôi nhé. Thường thường coi 100 thì nếu mà 4 ohm là nó đã 2000W. 2000W một cái loa. Con này thì Brit nó chập kênh lại nó được 2400 thì coi là đánh một cái giúp kép được. Một cái giúp kép coi 100 thôi nhá anh em. Thường thường đó anh em phải nhìn vào cái công suất của con bát nữa. Ok. Và bây giờ bên mình sẽ kết nối lại và đánh một cặp loa hỏa tiễn 30 đôi đồng bộ từ neo. Quay quay 76 cho anh em nghe cảm nhận. Con này tiếng nó sáng lắm, tiếng rất là sáng rõ. Anh em có những cái loa tối thui tối mù thì cắm con này anh em sẽ phân biệt được ngay, tiếng sáng rất là rõ ràng luôn. Giá thành con này rẻ lắm, chỉ có 5.500.000. 5.500.000 trên một con này, 2 x với 800W nha anh em, 2 x với 800W. Và hiện tại bên mình vẫn đang có chương trình khuyến mại từ ngày mùng 6 tháng 8 dương lịch đến hết ngày 18 tháng 8 dương lịch, tức là tháng này đang là tháng 7 âm lịch của cô hồn. Bên mình đang có chương trình ưu đãi giảm ngay 10%.
Thế con này 5 triệu rưỡi, giảm 10% thì tức là giảm 550 ngàn. Đó, thì số trừ đi là nó ra số còn lại thôi anh em ạ. Ok, thì giá thành nó hơn 4 550 ngàn, 5 triệu rưỡi là 4 triệu 950 ngàn còn lại. À, 4 triệu 950 ngàn còn lại. Áp dụng từ nay đến hết ngày 18 tháng 8 dương lịch. Rồi, về đây. Chắc chắn rồi, bên điện máy Robi thì rất là luôn rõ ràng. Anh cứ quay chi tiết cho anh em. Class H công nghệ rất là mới, con này công nghệ rất là mới anh em ạ. Mỗi thời buổi nó khác, hai cái quạt này, nó nằm trên này. Đó. Nằm trên này thổi xuống, đây có mấy mấy con này mình cũng chưa có lật lên nữa hả, này phải tháo ra rồi lật lên, cái thứ nó nằm ở trong mấy con IC công suất nó nằm ở trong này, trong cái con nhôm tản nhiệt này. Thì đây hai cái quạt này để quạt cho hai cái kênh của IC công suất nguồn tăng phô à. Bảo hành 1 năm nha anh em. Nguồn tăng phô này thì bền bỉ theo thời gian và 5 tháng lắm rồi. Ok, xin mời em cùng nghe nhạc. Như quý vị cùng anh em đã nghe thì với con này cứ hai kênh nhân 800W ở chế độ 4 ở chế độ 8 ohm, 4 ohm là 1200, kéo cặp hỏa tiễn 30 đôi. Quá là ngon này. Ok và nhẹ nhàng luôn thưa anh em. Xin nhắc lại giá thành chỉ có 5 triệu 500 và đang có chương trình ưu đãi tháng 7 âm lịch giảm 10% thì giảm 10% tức là 550 ngàn, thì giá còn lại chỉ có 4 triệu 950 ngàn trên một con này và áp dụng đến hết ngày 18 tháng 8 dương lịch của tháng này. Hiện hôm nay thì là ngày mùng 8 rồi, mùng 8 tháng 8 rồi, áp dụng chương trình giảm 10% đến hết ngày 18 tháng 8 dương lịch. Vâng, về tiền mặt thì điện máy Ruby có hỗ trợ trả góp luôn. Với có 4 triệu mấy thì hỗ trợ trả góp như thế này nó rất là nhanh lẹ và gọn gàng, nhưng mà về cái vấn đề trả góp thì anh em bắt buộc phải có mặt tại cửa hàng điện máy Ruby ở thành phố Hồ Chí Minh để ký khoản vay với bên cho vay nha anh em. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khách cùng anh em đã quan tâm ủng hộ cho điện máy Ruby. Xin chào.